Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì nơi có thời tiết thuận lợi nhất trên cả nước là khu vực các tỉnh miền Bắc. Nơi đây đang trải qua những ngày cuối thu đầu đông. Vào tối và đêm thì trời hơi se lạnh, còn vào ban ngày thì trời nắng nhiều và khô ráo. Sang ngày hôm nay thì mặc dù gió có chuyển sang hướng đông nam nhưng mà cường độ còn yếu nên chưa mang nhiều hơi ẩm vào trong khu vực. Tiết trời tại đây vẫn hanh khô và nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ thì vẫn duy trì trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn tại phía Tây Bắc như tại Điện Biên, Sơn La hay là Lai Châu thì nhiệt độ còn lên cao 30 đến 31 độ, cảm giác khá nóng bức. Vào ban ngày thì trời nắng hanh, nhiệt độ tăng cao mà về tối đêm thì nền nhiệt hạ thấp xuống mức nhiệt từ 19 đến 21 độ. Ở các tỉnh vùng núi thì chỉ dao động từ 15 đến 17 độ, tiết trời se lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nên quý vị cần có các biện pháp giữ gìn sức khỏe, tránh để nhiễm bệnh trong thời điểm này. Với các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, sau một vài ngày mưa ngớt thì sang đến ngày hôm nay, do ảnh hưởng của đới gió đông từ biển thổi vào nên tình hình mưa rào và dông rải rác lại diễn ra trên khu vực này. Vùng mưa sẽ tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Do có mưa nên nền nhiệt thì có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày, chỉ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Tiết trời mát mẻ vào ban ngày và se lạnh vào thời điểm tối, đêm và sáng sớm. Trở vào với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mấy ngày qua do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên toàn bộ các khu vực này thì đều có mưa to và gió mạnh. Và hiện tại thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hoàn lưu của vùng thấp này thì tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc. Trên khu vực Đông Nam Bộ thì sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6. Tuy nhiên, trong đêm qua và sáng nay, ở tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng và tại khu vực Nam Bộ vẫn có mưa vừa mưa to, có nơi có lượng mưa rất to, với lượng mưa phổ biến ở vào khoảng từ 30 đến 80mm, có nơi lên đến trên 100mm và rải rác có rông. Do đó, thì nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở tại vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp thì vẫn có khả năng xảy ra ở tại các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông hay là Lâm Đồng. Đến trưa chiều nay thì tình hình mưa ở tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm nhanh, thời tiết chuyển tạnh ráo và hứng nắng vào ban ngày. Còn về nền nhiệt độ trong ngày hôm nay thì mức nhiệt sẽ biến đổi không nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày ở tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì sẽ phổ biến ở vào mức nhiệt từ 28 đến 30 độ và dao động từ 30 đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, vào ngày hôm nay do khối khí lạnh đã suy yếu nên gió đông bắc trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có cường độ giảm dần, phổ biến ở vào mức cấp 5 nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra được bình thường. Đến khoảng đêm ngày 7 tháng 11 thì gió đông bắc tại đây sẽ lại hoạt động mạnh trở lại nên sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền diễn ra trên biển. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của rãnh thấp với một vùng áp thấp nhiệt đới đang tồn tại trên khu vực nên nơi đây thì tiếp tục sẽ có thời tiết xấu. Nhiều thời điểm thì mưa dông mạnh khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp và trong cơn dông thì đôi khi còn xảy ra cả lốc xoáy và gió giật mạnh nên sẽ không an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày cuối tuần thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.